Chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học toán lớp 8 trên trang olm.vn và trong phần thứ hai của bài số 4. Xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản, chúng ta sẽ đến với trò chơi chọn một đối tượng từ một nhóm đối tượng. Việc chọn ngẫu nhiên một đối tượng từ một nhóm đối tượng, thầy sẽ thể hiện qua ví dụ đầu tiên. Cho một túi đựng 20 viên kẹo giống nhau nhưng khác vị. Trong đó có 7 viên kẹo sữa, 4 viên kẹo chanh, sáu viên kẹo dừa và ba viên kẹo bạc hà. Bạn Lan sẽ lấy ngẫu nhiên một viên kẹo. Như vậy, chúng ta sẽ lấy ngẫu nhiên một viên kẹo từ một nhóm, một túi gồm 20 viên kẹo giống nhau. Vậy có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra khi Lan lấy ngẫu nhiên một viên kẹo từ túi? Thầy đưa ra hai lựa chọn dành cho các bạn. Một là sẽ có bốn kết quả có thể. Lấy được kẹo sữa, kẹo chanh, kẹo dừa hoặc là kẹo bạc hà. Lựa chọn thứ hai là có tất cả 20 kết quả có thể bởi vì túi đựng 20 viên kẹo giống nhau. Chính xác rồi. Ở đây chúng ta có 20 viên kẹo thì có tất cả 20 kết quả có thể xảy ra. Yêu cầu thứ hai, có bao nhiêu kết quả thuận lợi cho biến cố Lan lấy được viên kẹo sữa? Để trả lời được ý thứ hai này thì chúng ta cần xem có bao nhiêu viên kẹo sữa ở trong túi. Trong túi có tất cả 7 viên thì sẽ tương ứng 7 kết quả thuận lợi cho biến cố. Lan lấy được viên kẹo sữa. Ý A có 20 kết quả có thể. Ý B có 7 kết quả thuận lợi cho biến cố lấy được viên kẹo sữa. Từ đó các bạn tính cho thầy tỷ số giữa số kết quả thuận lợi và tổng số kết quả có thể. Tức là chúng ta lấy 7 chia cho 20. Và hành động chúng ta vừa thực hiện trong ý C chính là cách để tính xác suất của biến cố. Trong trò chơi, chọn ngẫu nhiên một đối tượng từ một nhóm đối tượng. Hay tổng quát, trong trò chơi này, xác suất của biến cố bằng tỷ số của số kết quả thuận lợi cho biến cố và số các kết quả có thể xảy ra đối với đối tượng được chọn. Như vậy, mẫu số sẽ là tổng số kết quả có thể, còn tử là số kết quả thuận lợi cho biến cố mà đề bài yêu cầu. Thầy sẽ lấy ví dụ để các bạn hình dung rõ hơn này. Trong hỏi chấm 2, yêu cầu viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số. Vậy các bạn xác định cho thầy có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra đối với số tự nhiên được viết ra? Để xác định số kết quả có thể thì thầy sẽ liệt kê tập hợp D gồm tất cả các số tự nhiên có hai chữ số. D sẽ gồm 10, 11, 12, vân vân cho đến 99. Và từ tập đó, chúng ta sẽ tính số phân tử của tập hợp D là 90. Bởi vì từ 10 cho đến 99 sẽ gồm có 90 số tự nhiên khác nhau. Khi đã biết 90 kết quả có thể rồi, thì các bạn tính xác suất của biến cố, số tự nhiên được biết là bội của 9. Để tính được xác suất, chúng ta cần xác định có bao nhiêu kết quả thuận lợi cho biến cố này. Thì thầy cần liệt kê được tất cả các bội của 9 mà có hai chữ số đã. 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 và 99 là tất cả các số tự nhiên có hai chữ số mà chia cho 9. Như vậy, có tất cả 10 kết quả thuận lợi cho biến cố đã cho. Vì thế các bạn sẽ tính ngay được xác suất của biến cố trong hỏi chấm 2 sẽ là gì. Chính xác rồi, số kết quả thuận lợi chia cho tổng số kết quả có thể và thu gọn bằng 1/9. Xác suất của biến cố trong hỏi chấm 2 bằng 1/9 nhé. Tương tự như thế, với hỏi chấm 3, điểm kiểm tra cuối năm môn toán của một nhóm 100 học sinh được thể hiện trong bảng thống kê này. Hàng trên là số điểm, hàng dưới là số học sinh đạt được số điểm tương ứng. Chọn ngẫu nhiên một học sinh tính xác suất của biến cố, học sinh đó có điểm nhỏ hơn hoặc bằng 5. Vậy bài này là chọn một học sinh từ nhóm 100 học sinh thì các bạn xác định cho thầy có bao nhiêu kết quả có thể cho hành động vừa rồi. Chính xác, sự kiện chọn một học sinh từ 100 học sinh sẽ có tất cả 100 kết quả có thể xảy ra. Vậy bây giờ chúng ta tập trung vào biến cố A để xác định xác suất. Muốn thế các bạn sẽ phải tính cho thầy có bao nhiêu học sinh có điểm nhỏ hơn hoặc bằng 5. Hay nói cách khác, có bao nhiêu kết quả thuận lợi cho biến cố A. Nhỏ hơn hoặc bằng 5 thì chú ý phải tính các điểm từ 1 cho đến 5. Tức là các bạn lấy 7 này, cộng 9, cộng 11, cộng 11 và cộng 12. Ta có 50 học sinh là số học sinh có điểm nhỏ hơn hoặc bằng 5. 50 kết quả thuận lợi và 100 kết quả có thể. Vậy thì xác suất của biến cố A sẽ là 50 phần 100. Các bạn có thể viết 0,5, 1 phần 2 hoặc 50%. Tương tự với biến cố A, bây giờ thầy xét biến cố B. Học sinh được chọn có điểm từ 4 đến 9 điểm thì số kết quả có thể vẫn là 100 rồi. Bây giờ các bạn cần xác định số kết quả thuận lợi cho biến cố B nhé. Nếu tính được số kết quả thuận lợi đó thì xác suất sẽ xác định đơn giản mẫu là 100 tử sẽ là giá trị chúng ta vừa tính được vậy từ 4 đến 9 thì các bạn sẽ chú ý vào khoảng này khoảng thầy tô màu vàng tổng số học sinh là 11 cộng 12 cộng 12 cộng 13 cộng 9 và cộng 8 sẽ có tất cả 65 học sinh điểm từ 4 đến 9 vậy xác suất của biến cố tử là 65, mẫu là 100, kết quả 0,65 hay chỉ là 65% nhé. Ba bước mà chúng ta cần thực hiện để tính xác suất của biến cố bằng tỷ số. Thầy cảm ơn sự theo dõi của các em. Hẹn gặp lại các em trong các bài học tiếp theo trên olm vn nhé.